Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bước qua năm mới rồi. Mến chúc tất cả quý vị và các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được vẻ đẹp của cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 những ngày giáp Tết 2024, lưu lượng xe hôm nay như thế nào, cũng như là bà con của mình về quê nghỉ ngơi ăn Tết ra sao, rồi khi mà qua cầu Mỹ Thuận 1 thì các phương tiện xe máy có đông hay không, rồi trên cầu Mỹ Thuận 2 là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đó, thì các phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách lưu thông như thế nào. Thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau xem vẻ đẹp của hai cây cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 hôm nay với mình nha.
Thank you.